Chào mừng các em đến với kênh Tiểu học Channel. Các em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau nhìn tranh và kể câu chuyện Vinh và chiếc gối mèo. Các em lắng nghe cô kể mẫu nhé. Vinh có một chiếc gối mèo mà cậu rất quý. Mẹ thường trêu, gối mèo và Vinh là đôi bạn thân. Đi xa về gần, Vinh đều phải mang theo. Một lần, Vinh được đi du lịch Sapa cùng ba mẹ. Vinh rất thích. Vừa ôm gối mèo, cậu vừa leo trèo khắp các đồi cây, vườn hoa trong khu du lịch. Leo trèo được một lúc thì mệt, Vinh ngồi bệt xuống, đặt gối mèo ở tảng đá bên cạnh. Bỗng ba Vinh gọi đi chơi cầu treo. Hí hửng, Vinh chạy theo ba, bỏ quên chiếc gối lại. Hôm qua, về đến nhà, Vinh phát hiện đã bỏ quên gối mèo ở Sapa. Cậu rất buồn, ba an ủi Vinh. Để ba gọi điện cho các chú ở khu du lịch. Nếu có ai nhặt được, họ sẽ cho mình nhận lại. Đúng như ba nói, có chú bảo vệ đã nhặt được gói mèo và gửi về nhà Vinh qua đường bưu điện. Từ đó, Vinh không bao giờ bỏ quên gói mèo nữa. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các em thân mến, bạn Vinh có một người bạn thật đáng yêu phải không nè? Bây giờ, các em hãy kể cho cô và các bạn cùng nghe về món đồ vật mà em xem đó như là một người bạn thân đi đâu cũng mang theo. Cảm ơn các em đã lắng nghe câu chuyện. Các em hãy tiếp tục like và subscribe kênh Tiểu học Channel để được lắng nghe những bài học tiếp theo các em nhé. Bên cạnh đó, các em cũng có thể truy cập vào fanpage Tiểu học Channel và để lại lời nhắn đề xuất những câu chuyện, những bài học mà các em muốn được xem trên kênh Tiểu học Channel. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!